Năm 2023, công tác quản lý thị trường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại tiếp tục có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng chức năng. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 1.163 vụ, xử lý 900 vụ vi phạm, tổng giá trị xử lý trên 12 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính trên 5 tỷ 500 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 6 tỷ 700 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ 900 triệu đồng. Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ xử lý nhiều vụ tập kết vận chuyển trái phép nhất là thực phẩm, hàng tiêu dùng không có nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu. Nhận định thời điểm cuối năm tình hình buôn lậu gian lận thương mại diễn biến phức tạp, cục quản lý thị trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, ngăn chặn hành vi buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo bình ổn thị trường.